Bây giờ là những tin tức thị trường thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh mối quan tâm về dịch bệnh thì các hoạt động kinh tế hay là giá cả cũng là điều mà nhiều người chú ý vào thời điểm này. Mới đây, Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá, nhất là đối với những hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong lưu thông phân phối hàng hóa để tránh hiện tượng sốt giá cục bộ, thực hiện công khai minh bạch thông tin về giá để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường. Là người tiêu dùng, ai cũng mong giá rẻ, còn ở hướng ngược lại, với người sản xuất lại mong giá bán tăng để có lãi. Tuy nhiên, nếu giá tăng mà sản lượng thấp thì chưa hẳn đã mừng. Nhưng mặt hàng cá ngừ đại dương của tỉnh Bình Định từ đầu năm đến nay khai thác đạt trên 3.800 tấn, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy nên, theo nhiều ngư dân, dù cá ngừ đại dương đang ở mức giá khoảng 100.000 đồng một kg, tăng từ 8 đến 10.000 đồng một kg so với thời điểm giữa năm ngoái, nhưng sản lượng thấp nên phần lớn tàu đánh bắt thua lỗ hoặc vừa đủ vốn. Không chỉ dưới nước mà trên bờ, thị trường nông sản cũng đang đối mặt với những con sóng về giá. Vừa vào vụ thu hoạch ớt xanh Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng lại đối mặt với dịch Covid-19 nên dù được mùa nhưng hàng tấn ớt xanh của bà con nơi đây đang bị ùn ứ. Giá ớt xanh giảm mạnh so với lúc cao điểm nhưng không ai thu mua. Cụ thể nếu như tháng 9 năm ngoái, ớt xanh có thể được thu mua tại vườn là 50.000 đồng một kg thì nay giá ớt chỉ còn 5.000 đồng một kg, giảm xuống 10 lần. Khác với cảnh người nông dân ở Bình Định, Quảng Ngãi hay Quảng Nam và Đà Nẵng phải bán ớt với giá rẻ, dịp này tại huyện vùng cao Mường Tè của tỉnh Lai Châu, đặc sản ớt Trung Đoàn lại có giá rất cao. Năm nay thời tiết không thuận lợi nên ớt mất mùa, sản lượng sụt giảm nên đầu vụ giá ớt bán lẻ rất cao, lên đến 270.000 đồng một kg. Ớt hái đến đâu đều được mối buôn thu mua hết đến đó, thậm chí người dân không có ớt mà bán. Bà con cho biết, sở dĩ có tên ớt Trung Đoàn là để chỉ độ cay của chúng, ý nói là cả một trung đoàn chỉ ăn hết một quả ớt này thôi vì quá cay. Những thông tin mà quý vị vừa theo dõi cho thấy dù vẫn có những tín hiệu tích cực nhưng rõ ràng là dịch Covid-19 đang làm nóng lên nỗi lo tiêu thụ nông sản trong bối cảnh hàng loạt nông sản chủ lực có sản lượng xuất khẩu lớn sắp vào vụ thu hoạch rộ như là vải, xoài hay nhãn. Quyết không để xảy ra tình trạng phải giải cứu nông sản vùng dịch như những lần trước đây, một số địa phương và các bộ ngành liên quan đã hợp tác và cùng kích hoạt hàng loạt giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong tình hình mới hiện nay. Tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức, nhiều địa phương đồng loạt nêu ra các khó khăn cũng như kiến nghị đề xuất. Chẳng hạn, tỉnh Sơn La đề xuất hỗ trợ việc tiêu thụ hàng trăm nghìn tấn xoài và nhãn sắp vào mùa thu hoạch. Sơn La đề nghị Bộ Công Thương, Trực tiếp Bộ Công Thương và các bộ ngành của Trung ương hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng và các thủ tục thông quan kiểm dịch ở cửa khẩu để rút ngắn thời gian lưu kho lưu hóa và rút ngắn thời gian kiểm dịch. Bên cạnh việc yêu cầu các địa phương phải chủ động hơn so với khi chưa có dịch, thì ngành nông nghiệp đã cam kết sẽ đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cả ở trong và ngoài nước. Đề nghị Bộ Công Thương là sẽ và Bộ Ngoại giao sẽ có thông tin đến các cái đại sứ quán trong cái tình hình Covid này để nắm thêm cái tình hình quy mô sản xuất và quy mô tiêu thụ ở các nước. Nó có cái điều chỉnh, có chính sách điều chỉnh nữa. Các tỉnh phải xây dựng được cái phương án để chủ động, để trong đó có nhiều kết nối thông tin. Chủ động hơn, một số địa phương đã sớm kích hoạt nhiều phương án mới trong tiêu thụ nông sản. Tiên phong có tỉnh Hải Dương đã đưa quả vải lên 4 sàn thương mại điện tử. Hiện người tiêu dùng cả nước đã có thể đặt mua về tận nhà với giá đã có hỗ trợ phí vận chuyển. Trong ngày đầu tiên, trên 3 tọa quả vải đạt chuẩn xuất khẩu đã được sàn Lazada nhập bán. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa tỉnh Hải Dương và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương từ hơn một tháng trước. Lazada dự kiến sẽ phân phối vải Thanh Hà với hình thức giao hàng nhanh trong vòng 4 giờ đến tay người tiêu dùng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tươi ngon. Giới thiệu quả vải Hải Dương trên sàn thương mại điện tử ký hiệu ứng là rất nhanh và đưa đầy đủ cập nhật các cái thông tin tới người tiêu dùng. Cái thứ hai là như vậy cung cấp các cái thông tin một cách đầy đủ chính xác nhất đối với người tiêu dùng. Cái việc thứ ba là người tiêu dùng rất là yên tâm được về cái chất lượng. Bên cạnh hình thức tiêu thụ online như trên, thì các hội nghị xúc tiến thương mại, hội nghị khách hàng cũng được khuyến khích trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc giao dịch. Đây cũng là sự tập dượt cho phương thức giao thương hiện đại dự báo sẽ phổ biến trong tương lai.